Máy thì chúng ta sẽ vào architecture này. Mọi người nhìn đây nó có phần roof không? Thì mọi người sẽ thấy đây nó có roof by posting, là mái có nhiều đường dốc, là chọn đây này. Thì mọi người sẽ thấy đây cái mái này nó đang có chiều dày là 400. Tôi chọn loại V-Rig 150 hay 125 thì đắp bi kết lên. Đắp bi kết. Thì các bạn có thể đắp bi kết lên roof, như tôi chọn đây là RF. Ví dụ như là 01 là cái mái 01. Ví dụ như chiều dày mái là bao nhiêu? 150 hay là 100 chẳng hạn. Ví dụ như cái lớp này, ví dụ như mình làm với mái này mình không cần tách ra thì mình chỉ cần biết diện tích để mua ngói thôi mà. Hoặc là diện tích sàn thì mình chọn 50 đây. Tôi chọn ở đây là gì? Là ngói. Ngói slate đi. Được nha. Ok. Thì các bạn chọn đây. Thì các bạn có thể chọn đây lớp kết cấu là 100 này. Được nha. Và đây giống như này insert up lên trên này là ngoài lớp Cobari là 50 này. Thì cái cách vẽ như thế này ấy, thì tại sao tôi mới dùng cái mái mà tôi không dùng cái sàn? Vì với mái ấy, thì họ sẽ không cần phải thay đổi vật liệu nhiều, vì nó toàn một diện mái nên nó sẽ là một vật liệu. Được nha. Thì mà mức độ chi tiết của nó cũng không cần phải là sâu như vậy. Đấy, nên mình sẽ dùng cách này đối với mái. Còn với sàn thì mình nên tách, vì sau này nó liên quan đến việc là chia bổ mặt bằng lát sàn đấy, các thứ đấy thì mình nên tách. Đó. Ok. Ok. Rồi. Thì vấn đề bây giờ tôi vẽ đây sketch giống vẽ như sàn thôi. Thì các bạn có thể offset ra này, có phần offset này. Offset này, offset ra bao nhiêu, ví dụ như 800 chẳng hạn. Đây tôi lấy từ tâm này. Offset ra đây. Mọi người thấy không? Và tôi ấn finish. Mọi người nhìn 3D đi, mọi người sẽ thấy cái mái đây đúng không? Đây này, mái này. Thì mái này tất cả đều có đường dốc là bao nhiêu? Là 30 độ. Như tôi muốn 45 độ thì nó sẽ như thế này. Hoặc là 25 độ thì nó sẽ như thế này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Còn đây 30 độ tôi cho bình thường. Còn nếu bạn click đúp vào, bạn chọn một cạnh này, thì các bạn sẽ thấy có cái ký hiệu tam giác này không? Hiệu tam giác này là ký hiệu có đường dốc. Thì còn chọn vào đây và mình bỏ đi file slope đi thì nó làm sao? Nó sẽ mất đường dốc. Còn chọn vào đây, mình bỏ đi file slope đi thì nó sẽ mất đường dốc nha. Mọi người thấy không? Ví dụ bây giờ chọn đây và mình bỏ cả hai này, bỏ đi file slope nó sẽ thành mặt gì? Mặt bằng, đúng không? Còn ví dụ như một đường dốc đây thì nó sẽ thành gì? Mái chéo như này này. Đúng không? Chọn đây. Bỏ đi file slope nha. Đó. Thì mọi người sẽ thấy đây. Nhưng mà mái với cả sàn nó sẽ khác nhau. Thì khi ta về mặt bằng này, các bạn vào view này thì ở đây nó có section và click vào section và chúng ta nhớ chọn này, khi cắt qua công trình chúng ta chọn là building section nhé, mặt cắt qua công trình đấy nha. Nó có mặt cắt chi tiết và mặt cắt qua đây, thì đây là cái khoảng mà chúng ta nhìn thấy, còn đây là cái khoảng rộng mà chúng ta nhìn thấy trong công trình nhé, là cái phạm vi chúng ta nhìn thấy ấy. Và chúng ta có thể chọn đây này, một là chúng ta lật mặt cắt là lật ngược, lật đi lật lại này, là nhìn về hướng nào ấy đấy. Chúng ta chọn đây, chuột phải đây và go to view, hoặc như tôi ấy thì tôi hay click đúp luôn đây này, click đúp luôn này, nó sẽ về mặt cắt luôn. Bạn sẽ thấy sàn đây này, thấy không? Thấy mặt cắt đây của tôi không? Thì khi mà tôi vẽ nhẹ thì mặt cắt tôi sẽ rất sạch. Còn nếu các bạn vẽ xuyên qua ấy, chỗ mà các bạn quên không dòi ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sai cấu tạo. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, thì như này. Đấy, thì cái mái này ấy, thì nó sẽ nằm ở từ code level này đến trên. Còn với sàn ấy, thì nó sẽ tính từ level này xuống dưới. Nhá, thế nên cái mái nó sẽ như này này. Người thấy không? Đó. Thì bây giờ cái mái này, quay lại cái mái thôi. Chọn mái này. Thì bây giờ click đúp vào, mình chọn hai cạnh này. Mình tích vào đây. Finish. Người thấy không? Mái đứng nước. Thì bây giờ ứng cái đấy thì tôi sẽ vẽ cho các bạn vào cái mái ở dưới này trước nhá. Này. Thì các bạn vẽ vào tầng tầng 2 đi. Chọn vào Architecture này, Group. Này. Thì các bạn chọn đây. Thì các bạn sẽ vẽ ở đây. Đúng không? Nếu mà có đường này sẵn các bạn có thể vẽ theo đường này. Hoặc chúng ta dùng Pick Line là pick vào cái cạnh này này. Pick ở đây này. Và pick ở đây này. Người thấy không? Sau đấy chúng ta dùng lệnh Trim này. Là đối đỉnh nhé. Này. Được nhá. Đó.
Xong chúng ta sẽ dùng lệnh offset này. Ví dụ đây nó có lệnh offset này. Offset này. Offset ra ví dụ như bao nhiêu? Ví dụ tôi chọn đây là 600 được ạ. Ừ. Thì offset đây là trên này, trong ngoài này, đưa chuột lên trên này. Đây này. Cảm thấy không? Còn muốn offset nhanh chúng ta làm nào? Chọn đây này các bạn có thể ấn tab. Nhấn phím tab ấy. Đây, offset phát ra ngoài luôn. Nhanh hơn đúng không? Chọn đây này. Từ đây qua này. Từ đây qua này. Và chúng ta sẽ phải bỏ hết đường dốc ở phía trong này đi. Chọn hết các cái đường đây và bỏ đi file slope đi. Là chỉ có ký hiệu ở bên ngoài này thôi. Đúng không? Ấn finish thì mọi người sẽ được cái máy gì? Máy nhè này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải nhìn qua mặt cắt. Thì đây tôi sẽ có một cái mặt cắt đây, chọn đây. Sẽ tôi có một mặt cắt ngang qua vị trí trục này. Này, nhìn đến phạm vi bao nhiêu? Thì ở đây nó có phạm vi nhìn này, 10 mét chẳng hạn. Đấy, pha clip này, click đúp. Đó. Thì các bạn sẽ thấy đây. Này này. Mình ra dùng lệnh mover này, mover điểm này xuống đến đây. Đúng không? Nếu mà hai cái này nó không với nhau ấy, thì chúng ta có modify này, chúng ta có lệnh công cụ là gì? Join. Join này với này. Thì là nó sẽ join phần này, các bạn chọn đây là file này, các bạn sẽ thấy này, nó sẽ join phần kết cấu với phần kết cấu, còn phần hoàn thiện tách ra nhá. Sau này tôi sẽ đổi cái nét đậm này nó xuống dưới này. Thì khi mà chúng ta vẽ nó đúng cấu tạo ấy thì nó sẽ được như này, còn nếu mà chúng ta vẽ theo kiểu kia ấy thì nó sẽ không đúng như này đâu. Mọi người vì tôi nhỉ. Và khi mà cái máy này ấy, làm sao máy này nó có cái phần này, tôi sẽ chọn này, ví dụ như này mặt cắt, ví dụ như cái máy này các bạn có thấy là ví dụ cái đường trục này tôi muốn làm sao cái cột này, cái máy này nó phải đúng vào giữa cái trục này này, mà để cái cột này nó đỡ đường đúng cái đỉnh máy ấy, thì nếu mà chúng ta đi chỉnh mà đi chỉnh các cái phần phần độ dốc này ấy, thì nó mất thời gian lắm, nó không thể chính xác được, thì buộc chúng ta phải làm với cách như này. Là chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn có thể vào mặt size này là tổng mặt bằng này. Đây này, về phần kiến trúc này, size tổng mặt bằng là nó nhìn từ trên xuống dưới ấy. Click đúp đây. Thì mọi người sẽ thấy tôi bỏ hết đường dốc này đi. Bỏ hết đi file slope đi này. Thì đây nó có phần là slope arrow. Slope arrow là gì? Tôi chọn điểm này cho đến cái điểm này này. Đến chính giữa ấy. Chọn đây này. Từ đây cho đến đây. Có nghĩa là nó đối đỉnh với nhau ấy. Và bây giờ tôi sẽ chọn cái điểm cao độ giữa hai cái dao này, này bằng cách tôi chọn hai dao này, thì ở đây nó sẽ có một là nó theo level, theo slope này, theo độ dốc, một là theo level từ level tầng mấy đến level tầng mấy, hai là default. Ví dụ như default ở đây nó đang để là 2,5 mét, đúng không? Còn đây chúng ta sẽ chọn theo level, nó có thể là mái này từ tầng 1 cho đến tầng 2 hoặc từ tầng 3 đến tầng 4 chẳng hạn. Ví dụ đây theo level chẳng hạn, ví dụ như từ tầng 3 này cho đến tầng gì, cho đến tầng mái chẳng hạn, cho này bằng không chẳng hạn. Nó như kiểu top offset và base offset đấy, đúng không? Thì finish, mọi người sẽ nhìn đây này, mọi người thấy cái mái đấy không? Nó đúng từ tầng gì, tầng gì, tầng 3 đến tầng mái này này, nó như này này, mọi người thấy không? Đúng chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn chỉnh cái mái này thì chúng ta phải chọn vào cái độ dốc này, ta có thể chọn đây nó là default và đây nó cũng là gì, default và đây nó sẽ là 2,5 mét. Thì finish đi. Mọi người sẽ thấy đây. Cái máy đây này. Nó ra đúng ở vị trí này chưa? Và cao độ của nó là gì? Từ đây đến đây là bao nhiêu? 2,5 mét. Và quan trọng nhất cái máy là cần cái này này. Đúng không? Thì chọn đây này. Và mình mover xuống. Mover từ điểm này xuống đến cái điểm này này. Ví dụ máy nhỉ. Đúng chưa? Tôi kiểm tra cái cao độ ví dụ như từ đây đến đây nó đủ dùng không? Ok, chắc là đủ thôi. 1,6 m thì chỗ này nó phải thoải mái. Thì bây giờ tôi vẽ một cái rep lên đây. Đây cái máy nhìn. Vừa thấy không? Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái liên kết là giữa cái phần là cột này với máy này, đúng không? Cột với máy trước này. Ví dụ chọn cái cột này. Tôi dùng attach. Attach thì các bạn sẽ chọn ở đây ví dụ như là minimum. Thì đây. Attach chọn này. Attach. Android. Mọi người sẽ thấy cái cạnh nhỏ nhất của nó này. Giao cái thằng này. Còn nếu mà chúng ta dùng attach, mà chúng ta chọn là gì? Meter, nghĩa là giữa ấy. Ở tâm ấy. Attach. Còn đây mình chọn đây là maximum. Nó sẽ là như thế này này.
Người thấy không? Thì vấn đề bây giờ những cái cột này thì chúng ta chọn này, chọn ba cái cột này, chúng ta chọn attack và chọn maximum này, và đây là cut này. Attack thì attack top, là top là đối với kiểu mặt trên của cái với cột, còn bay ấy là gì, đối với mặt dưới này, thấy không? Đó, tương tự như vậy, ví dụ như cái cột ở giữa này, attack với cái mái này, ok này, cột này, attack với gì, giữ ship này, attack với mái này. Rồi, ok.